Mentor Trip USA High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với tầng 1 của Thor Gym quận 12 để chứng kiến dàn máy Performance Plus đẳng cấp 5 sao của trung tâm Duy Nguyễn. Và trước mắt tôi là chiếc máy Multi Press thuộc hệ BBD trị giá 130 triệu. Đây là một chiếc máy rất đa năng mà tất cả chi nhánh nào của trung tâm chúng tôi đều phải trang bị. Như cái tên gọi của nó, Multi Press. Press là đẩy, Multi là nhiều. Multi Press là đẩy nhiều. Vậy thì đẩy gì? Đẩy vai và đẩy ngực. Trong ngực nó có ngực trên và ngực ngang. Performance Plus. Performance Plus thì hầu như là các thông số và các cái đặc điểm của nó Duy đã nói rất là nhiều lần rồi. Duy không mất thời gian trong video này nữa. Và bạn chú ý, đây là cái cần cầm. Đây là đồ chỉnh. Có những cái vị trí chỉnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vị trí. Nha, 6 vị trí này. Thì cái vị trí ở dưới á, là vị trí số nhỏ. Vị trí số nhỏ dùng cho tập ngực. Vị trí số lớn dùng cho tập vai. Đó, thì bạn chỉnh là một tay bạn cầm cái cây này, một tay bạn kéo cái chốt này ra. Rồi bạn kéo lên cho từng vị trí. Một chút xíu gì sẽ chỉnh, chỉ các bạn chỉnh cụ thể. Và cái vị trí số 2 là cái này. Một tay vịn cái này, một tay kéo ra xong đẩy nhẹ ra. Đó, cho ghế nó ngang bằng luôn tập ngực. Đó, xong rồi chúng ta kéo này ra, chúng ta đẩy nhẹ lên. Nó nhẹ thôi chứ con chuột cũng lên luôn đó các bạn. Nữ thì phải có sự trợ giúp nha. Ok. Đây. Có hai vị trí chỉnh duy nhất thôi. Rồi, về vấn đề tạ, giống như mấy cái cũ thôi các bạn. Ở cái máy này thì có tổng khối lượng tạ là 225 pound, tương ứng với 102 kg. Hệ chuyển động thì cực kỳ tuyệt vời, chúng ta còn không phải quan tâm tới hệ chuyển động. Rồi, tiếp tục. Vậy thì đang ở cái vị trí ghế dốc nhất thì Duy sẽ tập vai. Bây giờ chúng ta cùng nhau vô ngồi để chúng ta cảm nhận cái sự gọi là thoải mái của nó hay chưa. Rất thoải mái. Mà thoải mái quá như chưa tập vậy đó. Nên cái chỗ này chúng ta không chỉnh như vậy. Mà cái vị trí cây này nó phải xuống một chút. Nó xuống một chút để tạo cho chúng ta một cái áp lực vừa phải khi chúng ta đẩy ra. Điều này quan trọng. Vừa chưa? Vô thử mới biết. Đó. Vậy đếm lại vị trí nè. 1, 2, 3, 4. Duy đang chỉnh mức 4. Tất nhiên các bạn khi mà vô cái máy này, các bạn phải tốn một khoảng thời gian để các bạn ngồi các bạn chỉnh cho nó phù hợp. Rồi, vị trí này ok. Đó, vị trí này ok nè, không? Rồi, đẩy. Để vai. Ok. Anh Duy không thích. Tại sao? Rầm rầm là không thích. Xuống gồng lại. Ok, nhẹ nhàng. Vị trí cầm số 1, vị trí cầm số 2. Cái vị trí cầm này nói lên cái gì? Nó nói lên cái cách cầm cho chúng ta cảm thấy thoải mái. Và cái độ rộng của tay mỗi người khác nhau. Ví dụ con gái người ta cầm ở đây không tới, người ta phải cầm ở đây. Có người ta thích cầm ở đây. Đó, đây là cái option để các bạn chọn lựa. Rồi, bây giờ như Duy, đổi vị trí cầm. Vị trí cầm rộng hơn thì nó sẽ vô vai rộng hơn. Kích thích vị trí khác của cái vai thôi. Ok, cầm ở đây.
nguyên cái vai nha các bạn, nguyên cái vai và một phần vai sau. Bây giờ chúng ta qua ngực trên. Ngực trên thì độ dốc của ghế 30 độ tính theo phương ngang, 30 độ tính theo phương ngang nha các bạn. Bạn kéo cái chốt này ra rồi bạn chỉnh từ từ thôi nha. Đó, chỉnh cho ra 30 độ, ra chưa? Nhìn thấy cũng giống giống 30 rồi đó. Ok, vô. Rồi khi nó vị trí này, chắc chắn cái cây này chúng ta cũng cần phải chỉnh một cái gì đó. Chúng ta nằm vô thử. Tập ngực trên. Nó quá dễ dàng đúng không? Phải chỉnh cái cây thấp xuống một chút. Được được rồi đó. Cảm thấy ok rồi đó. Xuống vuông góc cái tay nha các bạn. Vuông là vuông cái này nè. Cái này vuông nè chứ không có dày. Các bạn thường bị lỗi sai là như vậy. Xuống là vuông. Cố gắng vuông. Còn nếu mà cảm thấy nó không vuông đúng không? Cầm lên đây. Tùy các bạn nhìn nha. Phải nhìn nha cái điểm này gì không nói nữa. Hoặc là cầm trong đây. Tùy thích. Duy đang hướng dẫn các bạn nên Duy có thể là điều chỉnh cho nó nhanh. Còn các bạn không có làm cái kiểu đó nha các bạn. Các bạn phải hạ xuống đàng hoàng rồi các bạn mới đổi tay nha. Tất cả đều đúng. Tiếp tục. Chúng ta chỉnh cái ghế thấp nữa. Đó, đẹp rồi đó. Rồi, chắc chắn cây này phải chỉnh tiếp. Mình cứ xuống thử hai móc coi nó như thế nào. Thoải mái hay không thoải mái. Ây da. Hoài da. Thoải mái hay không. Thoải mái quá. Thoải mái quá. Thoải mái. Vừa rồi, Duy đã hướng dẫn bạn sử dụng 3 vị trí tập luyện của cái máy Multifresh, hệ máy PPD. D để chấp cho Dual PPD. Đây là một chiếc máy rất là đa năng khi chúng ta sử dụng cơ chế Fresh. Và THOL Sim Center tự tin trang bị đến các bạn những chiếc máy tập đẳng cấp nhất hàng đầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và bây giờ hãy cùng tôi tham quan máy. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2N Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.